địa ngục à? Ăn dạ thoải không này? Nó vô được đủ chén rượu thôi rồi. Ui giời, nó cầm giấy bia được. À, éo này. Ơ này, ơ này. Chia đu nè. Quay để cho nó bọt ra. Ui, cái chỗ nữa. Ui, ôi. Mới lịch sự đi ra ngoài đi. Bỏ là chỗ nước. Ờ, thôi. Xin không. Ờ, không để đùn tay, quần cứ thối đi. Chùi ra cái đít cho nó sạch. Nó nằm xuống nó bôi cho khăn. Tự bế đi. Xem à. Thối quá, bịt mũi vào thôi. Thôi xong rồi, bỏ tay ra. Thôi xong, xin chào. Không. Nghe, để dũng cảm lên. À. Giỏi quá. Gầm gừ chứ chứ nào. Là lại hả? Cậu bảo ơi, cậu bảo. Ui, cậu hai tay nào. Đi đứng bỏ tay nào. Bỏ hai tay nào. Bỏ hai tay ra giỏi thế. Mệt rồi. Theo Trung tâm Dự án Khí tượng Thủy văn, các tỉnh miền Đông Nam Bộ đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là 16 độ, nhiệt độ sôi của nước là 100 độ. Tại khu vực phía Tây Bắc có mưa rào rải rác và có dông nhiều nơi, như hiện chưa biết nơi nào. Sau đây là tin thời tiết trên biển Ninh Thuận và Bình Thuận. Đêm không mưa, có lúc mưa lớn, ngày nắng nhẹ, lâu lâu thì gắt. Biển động nhẹ, trên giường động mạnh, nhưng có lúc không động. Vùng biển Kiên Giang và Vịnh Thanh Hóa.